Hello quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ đi ăn sáng và uống cà phê. Hôm nay mình chở con đi học rồi, hai chồng mình đi ra đây ăn sáng uống cà phê. Đường xá buổi sáng các bạn coi ở Mỹ là tấp nập không? Người ta đi làm đó, bận rộn lắm. Ít có ai mà đi ăn sáng uống cà phê giống bên Việt Nam lắm các bạn. Lâu lâu mình mới đi như vậy. Người Mỹ không có ăn sáng ở ngoài đường mà hay ăn ở nhà, giờ chạy đi làm, giờ đưa con đi học. Hoặc là ai mà không có đi làm á, thì cũng ngủ nướng, chứ không có cái thói quen đi ra đường ăn sáng. Giờ này khoảng 8 giờ 20 ở miền Nam Cali. Mấy hôm nay trời không có nắng, khoảng trưa trưa sau 12 giờ mặt trời mới ló dạng. Cho nên sáng ra nó cứ mù mù vậy nè. Hôm nay mình sẽ đi uống cà phê Phúc Long. Cà phê Phúc Long ở Việt Nam qua đây cũng khá lâu rồi. Hôm nay mình mới ra lần đầu tiên á. Mấy bữa nay mình đi gần gần, hôm nay mình đi xa hơn chút, xa hơn nhà chút. Khu vực này là khu thành phố Garden Grove, gần cái Costco ở trên đường Garden Grove. Khu này là khu trung tâm của người Việt Nam đó các bạn. Nổi tiếng lắm, ai ở đây cũng tới Mỹ là phải tới cái khu này. Bây giờ mình quẹo vô cái cà phê, chỗ này là cái downtown của thành phố Garden Grove. Khu này bây giờ nó đang sửa đường đó, nó đang làm gì không biết mà bữa giờ mình thấy nó làm chưa xong luôn. Ở Mỹ mùa thu rồi nè các bạn, lá đổi màu, bây giờ là đầu tháng 10 á, lá bắt đầu nó vàng vàng, nó sắp rụng rồi đó. Hôm nay mình là lái xe nhưng mà cái khu này nó không có cái parking phải đậu trên đường á, mình thì lái xe lạng quạng lắm. May mà có ông chồng ngồi bên cạnh. Sáng người ta đi ra đây, người ta đi lòng vòng nè, cũng có nhiều cặp vô đây nè. Chỗ này là cái chỗ downtown của thành phố Garden Grove. Thì chỗ này là cái khu của người Việt Nam á, thủ phủ của người Việt Nam á. Ở bên kia là Costco. Thì nó đang làm gì? Nó làm cái parking lot. Finn Smith hả? Cái tiệm đó đông dữ vậy. Cái tiệm đó nó tên là Finn Smith. Nó để cái motorbike, nó để cái xe máy qua đó chụp hình được. Ủa mở cửa chưa? Mở cửa chưa anh? Đây này có xe đạp nè. Mình sẽ xếp hàng mua cà phê với bánh mì. Ở đây cũng có nhiều cái lựa chọn lắm, có nhiều menu, có trà sữa, cà phê, bánh mì, đủ kiểu. Cái quán này trang trí tươi trẻ, nhìn mấy người trẻ trẻ mà Việt Nam qua đây là mình thấy hay check in cái chỗ này nè. Mấy bữa khai trương đông lắm các bạn. Ở đây nó có cái combo 7 đồng 99, một cái bánh mì với ly cà phê sữa đá, hoặc là cái ly matcha, hoặc là bánh mì heo quay, bánh mì thịt nguội. Muốn ăn gì order 7 đồng 99 hai món. Nó order xong thì mình ngồi mình chờ ở đây. Đây là cái bánh mì. Bánh mì này là bánh mì heo quay. Mình mua lên xe mình ăn, mình lái xe về luôn, không có ngồi trong tiệm. Thì cái bánh mì này có mọi người coi cái bàn tay nè, đó. Dài hơn bàn tay tẹo mà nhỏ hơn cái bàn tay bằng ba ngón tay. Đấy. Bánh mì của Phúc Long này mà nếu mà ai làm mà công việc mà cực khổ mà ăn nhiều á là ăn không có no. Theo cái chỉ tiêu ở Mỹ là ăn cái bánh mì này không có no. Mỹ cái gì cũng bự đó các bạn. Ăn quen rồi, cái bánh mì này nó bằng một nửa của những cái tiệm khác thôi. Hên ha. Thường nó bằng một nửa bánh mì baguette hay là bánh mì, nói chung là em thấy nó nhỏ. Bây giờ mình sẽ ăn cái bí mành, quên đi đâu, đi qua đó hả? Costco nè, Costco chưa mở cửa, Costco ở Garden Grove, nhưng mà nó thơm lắm nha. Bánh mì này thơm mà mở ra nghe mùi bánh mì Việt Nam á, thơm giống như mấy bánh mì bán ngoài lề đường á, thơm hơn là những cái tiệm khác. Không phải mùi phở. Mệt anh quá, anh làm em liệu anh ăn bánh mì mà ngay một phở.
Này là sống theo tiêu chuẩn Việt Nam là mỗi sáng là đi làm là thổi kèn. Thổi kèn là ăn cái bánh mì, gặm cái bánh mì xong đi làm. Về mình làm vườn. Ăn xong về làm vườn. Còn ông xã mình cũng phải đi làm. Cà phê này, cà phê Việt Nam mà nó có sea salt là muối mặn. Nếu mà ai mê cà phê Việt Nam á, thì hợp đó các bạn. Cà phê này nó hơi đậm. Ai mà uống đậm á, nặng á, thì hợp nha. Lần đầu tiên mình ra Phúc Long mình uống cà phê á, thấy cái chị bạn cũng làm YouTube á, cái kênh là Vui Sống Mỗi Ngày ở Mỹ. Chị tới cái Phúc Long này hoài à, chị ăn với lại con gái, tại vì chị uống trà sữa rồi này kia. Nhưng mà tại chị ở gần mình ở xa á, mỗi lần mình ra đây là 15 phút. Với lại ít đi ăn sáng á, ở nhà không ít đi ăn sáng, ăn sáng ở nhà không à. Bây giờ ra đường cũng ngỡ ngàng. Ăn xong no bụng rồi, cà phê cà pháo xong, bây giờ mình đi làm vườn. Lan sẽ hái mấy trái mướp. Mấy trái mướp này á, nó bò ra ngoài đường luôn. Cho nên hôm nay mình sẽ hái và mình sẽ clean up. Mình cắt hết luôn. Mình không có để nó leo lung tung lang tang nữa. Giờ nó cuối mùa rồi đó các bạn. Trái chắc cũng nó lạnh lạnh xuống rồi. Ban đêm nó lạnh là nó hết trái, nó không có ra bông ra trái thêm á. Quá chừng luôn, như là giống như năm nay mình trồng mướp giống như được trời đãi vậy đó. Ôi cha cha, trái quá chừng ăn không có hết. Nó bò ra ngoài đường này, cái này là nó lên hàng rào, mình phải đi ra hàng rào mình hái chứ nó không có phải ở trong nhà mình. Giờ mình cắt hết các cái ngọn này luôn. Cắt dẹp hết đem về đổ rác luôn. Ông xã Lan cứ kêu sao em cắt đi chứ đừng có để nữa, nó bò qua nhà người ta, nó bò ra đường nó không tốt. Thì hôm nay mình cắt luôn dẹp. Hết mùa rồi. Nhiều khi á, mình trồng nó leo qua nhà hàng xóm nữa, mình đỡ không nổi. Cắt thì nó uổng quá đi. Đó, quá trời trái luôn, nhiều kiến lắm các bạn. Mướp á, nó nhiều kiến lắm. Nó ngọt á, kiến nó khoái á. Năm nay mình trúng mùa mướp. Bây giờ mình sẽ cắt hết dây hết lá luôn. Xong rồi mướp này là mình sẽ cho chứ mình không có ăn. Mình biếu. Trời hôm nay buồn ha, trời nó buồn buồn á. Không có nắng, nhìn nó buồn thiêu à. Rất là nhiều kiến. Kiến không à. Kiến cái đít nè, nó ngọt nè. Con kiến nó thích mút đó. Nó thích mút cái này nè. Mà mình mà bẻ cái này đi á, mình để trái mướp vô tủ lạnh này nó sẽ hư. Cho nên mình keep cái này và mình phủi kiến này. Mình bẻ cái đít nó đi là nó hư. Mướp này là mướp đầu mùa, cái da nó xanh nó đậm vậy nè. Còn mà mướp cuối mùa cái da nó trắng mà nó lên vậy nè. Đây là theo cái vườn mướp nhà mình á. Ngon quá, trái nào cũng non hết trơn á. Bên nhà cũng còn nữa, mình về nhà mình hái tiếp. Mình cắt ở ngoài đường cái nó rủ nó rớt xuống đây nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái này bỏ thùng rác luôn. Có mấy trái luôn, nó đeo 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 dễ thương quá chừng luôn nè. Tự nhiên cái mình thu hoạch cái thấy nó vui lắm các bạn. Làm cái gì làm mà tới ngày thu hoạch là nó vui. Mướp bây giờ ngoài chợ thì cũng rẻ, có khi 1 đồng 98 một pound, có khi nó sale 1 đồng 1 pound. Nói chung cũng rẻ lắm. Mà năm nay nhà mình ăn mướp không à, ăn mướp với ăn bầu, ít đi chợ lắm, không có mua rau. Nhưng mà ăn riết rồi cũng ngán. Có cà tím, bị quê mà trồng cà tím nữa ăn thay đổi. Cuối mùa mà thu hoạch quá trời mướp luôn. Đã không? Cái này mình đem mình cho, ngày mai mình đi chơi mình không ăn được nữa, bên này mình cho hết cái mướp này nè. Trời ơi. Cả chắc không phải 7 kg.
Còn một trái trên cây mà thấy nó non quá không nỡ hái luôn. Chắc ngày mai hái đó. Ngày mai sẽ hái nó. Cái vàng mướp nè, nó cùi rồi. Dây nó tới đâu là trái tới đó. Hy vọng mình về, mình đi chơi về mình sẽ có đồ ăn nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video nha. Hẹn gặp ở video sau.